Và ở driver này thì các bạn có thể điều chỉnh với 20 hiệu ứng khác nhau. Đúng 15:38 thì đèn led của mình đã tắt rồi nha các bạn, rất là chuẩn xác. Và ở hiệu ứng nháy theo nhạc thì các bạn sẽ có 3 chế độ để lựa chọn. Và ngoài chế độ nháy theo nhạc thì chúng ta còn có chế độ đó chính là nháy theo mic của điện thoại. Alo, 1, 2, 3, 4. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh review sản phẩm của điện tử DAT. Và năm mới Tết đến thì hôm nay điện tử DAT muốn giới thiệu cho các bạn về một mặt driver để có thể kết hợp với led nhằm trang trí cho căn nhà của mình trở nên rực rỡ và nhiều màu sắc hơn trong những ngày lễ Tết Nguyên Đán sắp tới. Và mặt driver ngày hôm nay điện tử DAT muốn giới thiệu cho các bạn đó chính là mặt driver điều khiển led RGBW SB624E. Và mặt của chúng ta sẽ có chức năng gì thì hãy cùng mình tìm hiểu qua nhé. Trước hết là mặt của chúng ta sẽ hoạt động với điện áp là từ 5 đến 24V DC. Mặt sẽ được cấp nguồn qua một giác cái DC 5.5 như thế này. Ngõ ra của mặt sẽ ra 5 chân như thế này, với một chân dương, một chân Z, một chân R, một chân B và một chân Y. Các bạn có thể kết nối với các led 4 chân hoặc là 5 chân RGB hoặc là RGBW chẳng hạn. Như đây thì mình đang có một bộ led 4 chân RGB. Mình sẽ nối với các chân dương, G, R, B và mình sẽ bỏ chân W nha các bạn. Đây. Sau đó mình sẽ cấp nguồn cho mạch bằng một adapter nha các bạn. Và các bạn lưu ý cho mình đó chính là led của mình bao nhiêu volt thì chúng ta sẽ cấp nguồn bấy nhiêu volt cho mạch hoạt động. Như đây thì led của mình đang là 12V thì mình sẽ cấp 12V cho mạch driver của mình hoạt động nha. Đây. Đèn của mình đã sáng rồi nha các bạn. Và mạch của chúng ta sẽ có chức năng đó chính là điều khiển ở trên điện thoại. Nên vì thế các bạn có thể vô Google Play hoặc là App Store, nhập từ khóa đó chính là Balanit, xong tìm kiếm. Khi thấy ứng dụng như thế này thì các bạn nhấn cài đặt và tải về nha các bạn. Khi tải về thì ứng dụng của chúng ta sẽ có biểu tượng như thế này. Chúng ta nhấp vào. Để kết nối thì các bạn cần phải bật Bluetooth lên nha các bạn. Và để kết nối với mạch driver thì chúng ta sẽ nhấn dấu cộng ở trên góc phải của màn hình. Sau đó bấm F Device. SB624E đó chính là tên của thiết bị của chúng ta nha. Các bạn có thể nhấp vào để kết nối. Đây, khi chúng ta kết nối thành công thì nó sẽ ra một giao diện như thế này. Và ở driver này thì các bạn có thể điều chỉnh với 20 hiệu ứng khác nhau. Hoặc các bạn cũng có thể cho các hiệu ứng chạy từ đầu với phím này. Và kế đến đó chính là phím speed này thì các bạn có thể điều chỉnh tốc độ chạy của hiệu ứng. Bên dưới này thì chúng ta sẽ có một thanh để điều chỉnh tăng giảm độ sáng của đèn led. Ở dưới cùng đó chính là phím có bóng đèn như thế này đây. Các bạn có thể nhấn phím này để tắt mở driver của chúng ta. Và đây là mở. Còn ngoài các hiệu ứng ra thì chúng ta cũng có thể điều chỉnh được thời gian tắt mở của đèn led nha, bằng cách các bạn nhấn biểu tượng của đồng hồ ở trên góc phải màn hình, nhấn dấu cộng. Ở đây các bạn có thể điều chỉnh số giờ để tắt mở đèn cùng các thứ trong tuần. Bên dưới này sẽ là mục để chọn tắt hoặc là mở đèn vào những khung giờ và ngày mà mình đã set sẵn. Và như bây giờ đó chính là 15:36
đó chính là 3:36 buổi chiều. Và mình sẽ muốn 3:38 thì đèn led của mình sẽ tắt, nên mình sẽ cài đặt chính là 3:38 buổi chiều thì mình sẽ chọn PM nha. Và hôm nay là ngày thứ năm và mình sẽ tích vào ô thoát đây. Nếu các bạn muốn chọn tất cả các ngày trong tuần thì các bạn có thể tích chọn hết các ô này nha. Và mình muốn 3:38 thì đèn sẽ tắt, thì mình sẽ chọn off, sau đó nhấn OK. Sau khi hoàn thành xong hết thì các bạn nhấn dấu tích ở trên góc phải màn hình. Và các bạn hãy cùng mình đợi tới 15:38 xem coi đèn led của mình có tắt không nhé. Đây, đúng 15:38 thì đèn led của mình đã tắt rồi nha các bạn, rất là chuẩn xác. Và các bạn cũng có thể thay đổi tên của bộ driver của chúng ta bằng dấu ba chấm ở trên góc phải màn hình, nhấn vào phím này. Ví dụ mình sẽ đặt đó chính là đèn nhà. Ở đây thì ứng dụng chỉ hỗ trợ có không dấu thôi nha các bạn. Sau đó nhấn OK. Vì đặt tên như thế này để tránh lẫn lộn nếu điện thoại của các bạn đang điều khiển nhiều loại thiết bị driver như vậy ở trong nhà. Và chúng ta sẽ đến với chức năng tiếp theo có ở trong ứng dụng này. Các bạn nhấp vào đây. Và ở giao diện này thì ứng dụng sẽ cho các bạn hai chế độ. Đó chính là chế độ nháy theo nhạc có sẵn ở trong điện thoại và chế độ nháy âm thanh theo micro của điện thoại nha các bạn. Trước hết thì chúng ta sẽ đi đến với chế độ nháy theo nhạc. Ở đây thì các bạn có thể chọn những bài hát được có trong điện thoại hoặc là thẻ nhớ của các bạn. Đây. Và các bạn nhấp vào bài nào thì nó sẽ phát bài đó. Và đèn led của chúng ta sẽ nháy theo giai điệu của bài hát này. Lưu ý, khi nó nháy ở chế độ này thì nó nháy theo bài hát ở trên điện thoại chứ không thông qua một mic hay cảm biến âm thanh nào nha các bạn. Và ở hiệu ứng nháy theo nhạc thì các bạn sẽ có 3 chế độ để lựa chọn. Và đây chính là các bài hát được có sẵn ở trong ứng dụng. Và để thêm các bài hát có trong điện thoại của chúng ta thì chúng ta sẽ nhấn vào nút này ở trên màn hình và tích thêm vào các bài hát ở trên điện thoại của chúng ta để thêm các bài hát vào phần chơi nhạc. Đây. Ở đây thì khi chúng ta chọn bài nào thì đèn led của chúng ta sẽ nháy theo giai điệu của bài đó nha. Và ngoài chế độ nháy theo nhạc thì chúng ta còn có chế độ đó chính là nháy theo mic của điện thoại. Các bạn nhấn vào đây. Alo. 1 2 3 4. Và lúc này khi chúng ta nói vào mic ở trên điện thoại thì bộ đèn led sẽ nháy theo tiếng của chúng ta nha. Cũng khá là hay ho phải không các bạn. Và kế đến thì chúng ta sẽ tới một công dụng tiếp theo. Ở giao diện này thì chúng ta có thể điều chỉnh các màu đơn sắc theo ý của chúng ta muốn. Ở đây thì chúng ta có thể điều chỉnh độ sáng như là sáng ấm và sáng lạnh. Thanh ở dưới chính là tăng giảm độ sáng của đèn led. Còn bên dưới là chúng ta có thể chọn các màu có sẵn. Tất tần tật rất là nhiều chức năng, các bạn có thể tìm hiểu sau nha. Và khi chúng ta có ngưng cấp nguồn cho mạch hoạt động và khi cấp nguồn lại thì khi vừa có nguồn thì ứng dụng của chúng ta sẽ tự động kết nối với mạch luôn nha các bạn, khá là thuận tiện. Và đến đây video của điện tử DAT đã kết thúc. Nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm và muốn mua thì mình sẽ để phần link sản phẩm ở phần mô tả dưới video, các bạn có thể nhấp vào đó để thêm thông tin chi tiết cũng như là giá cả của sản phẩm.
Còn bây giờ các bạn hãy nhớ like và đăng ký kênh của Điện tử DAT. Nhớ mình thông báo để nhận những video mới trong bọn mình. Xin chào và hẹn gặp lại.